kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối ngày 21 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chỉ đạo trực tiếp công tác chữa cháy rừng tại vườn quốc gia Hoàng Liên để ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng bùng phát trở lại, nhất là điều kiện thời tiết đang nắng nóng trên diện rộng. Việc duy trì lực lượng tại chỗ ứng phó kịp thời tình huống phát sinh các đám cháy mới được tỉnh Lào Cai đặc biệt chú trọng. Bát Sát tìm giải pháp duy trì vùng chuối hàng hóa. Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định trừ điểm giấy phép lái xe. Tin quốc tế, Hamas tạm từ bỏ yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn tại Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 21 tháng 2, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thị sát hiện trường và động viên các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Cùng đi có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Cục Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Tại Sở Chỉ huy Công tác Chữa cháy rừng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường, Tổng Chỉ huy các lực lượng chữa cháy rừng, báo cáo nhanh công tác chữa cháy 2 ngày qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo công tác chỉ huy các lực lượng phải thống nhất, rõ việc, rõ trách nhiệm, trong đó nhấn mạnh công tác tổ chức lực lượng đảm bảo hiệu quả và an toàn. Một người chỉ huy, tổng chỉ huy tất cả phân công, tất cả ai cắm chốt ở đâu, ai chỉ huy điểm nào phải rất rõ. Chúng ta cũng có nhiều cái kinh nghiệm trong cái chữa cháy rừng rồi, có những cái điểm không thể tiếp cận được, rất nguy hiểm. Thứ hai là đảm bảo cho anh em ăn nghỉ, đặc biệt là lương thực thực phẩm, đảm bảo cho anh em an toàn. Ngay sau đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường cùng đoàn công tác đã cơ động lên vị trí tiểu khu 286, nơi Ban chỉ huy tiền phương đang trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chữa cháy. Từ vị trí tiểu khu 286, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy điện đàm với các tổ đội đang trực tiếp chữa cháy và ứng trực tại các điểm cao. Phụ trách từng tổ đội báo cáo các điểm cháy đang dần được thu hẹp, không còn khói và tàn lửa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chỉ đạo, hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia chữa cháy kịp thời, chủ động, đặc biệt là huy động sự tham gia của lực lượng tại chỗ. Anh em có nghe được không? Báo cáo Bí thư nghe rõ. Thế đã sắp tiếp cận được cái khu vực có khói chưa? Chúng em đã tiếp cận được đám cháy từ lúc 6 giờ kém 15 phút sáng nay. Rồi, rất tốt. Bắt đầu cơ động từ lúc 5 giờ. Rồi. Đến 7 giờ 25 phút thì đã khống chế được toàn bộ đám cháy khu vực này. Rồi. Sau khi khống chế xong thì chúng em đã tiến hành cho các lực lượng tiến hành là dập hết tàn lửa. Cố gắng động viên anh em cử người tiếp tục túc trực chứ không được rút. Bởi vì hậu cháy là vẫn còn nguy hiểm. Nó âm ỉ, nó vẫn tiếp tục lan ra nếu gặp điều kiện thuận lợi, cho nên mình phải dập tắt triệt để. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, với thời tiết diễn biến phức tạp, một số khu vực không thể tiếp cận được phải tính toán phương án phù hợp, đảm bảo an toàn cho các lực lượng chữa cháy, đảm bảo nhu yếu phẩm cho lực lượng trực tiếp tham gia chữa cháy. Đối với các vị trí đã dập được lửa, cần xử lý dứt điểm các điểm cháy, xử lý thực bì, các gốc cây còn âm ỉ cháy, không để lửa bùng phát trở lại. Như vậy là sau 2 ngày dồn sức dập lửa, đến chiều nay 21 tháng 2, các điểm cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã được dập tắt. Tuy nhiên, để ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng bùng phát trở lại, nhất là điều kiện thời tiết đang diễn biến phức tạp, nắng nóng trên diện rộng, việc duy trì lực lượng tại chỗ ứng phó kịp thời tình huống phát sinh các đám cháy mới được tỉnh Lào Cai đặc biệt chú trọng. Phát hiện cháy rừng, những người dân địa phương đã ngay lập tức có mặt tham gia chữa cháy. Sau gần 2 ngày miệt mài phát đường băng cản lửa trong điều kiện nguy hiểm, tổ bảo vệ rừng thôn Dền Thàng với 12 thành viên do ông Hầu A Bầu phụ trách đã khống chế thành công điểm cháy được giao phụ trách. Nó gây ra cháy rừng lớn là lúc đấy mình phải đi đâu? Mình là người bảo vệ rừng, mình phải đi đâu? Đi đâu xong mình mới đề nghị lãnh đạo hỗ trợ cưng ăn, nước uống. Thời điểm mà gió thổi đến lấy kiểu là lửa nó sẽ nhảy vào mình nên là mình rất là nguy hiểm. Là phát đường băng này, đấy phát đường băng cho đám cháy nó đỡ lan ra ngoài rộng. Hai ngày qua đã có hơn 2.000 lượt người thuộc các lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân, tổ bảo vệ rừng và người dân địa phương trực tiếp tham gia chữa cháy rừng. Các lực lượng được chia thành hai hướng với nhiều mũi, tổ tiếp cận xử lý dứt điểm các điểm cháy. Sau đó cắm chốt ứng trực để phòng lửa bùng phát trở lại. Nhờ sự chủ động, hiệp đồng trong công tác phối hợp, các điểm cháy được tiếp cận và khoanh vùng nhanh nhất, giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy lan.
Dù thời điểm này các điểm cháy đã được khống chế và dập tắt, tuy nhiên nguy cơ bùng cháy trở lại là rất là lớn bởi cường độ gió hiện tại đang là rất là mạnh và nắng nóng tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới. Tỉnh Lào Cai tiếp tục tăng cường cái lực lượng duy trì trực chốt 24/24 giờ ở các vị trí xung yếu để xử lý những cái tình huống có thể xảy ra. Thì vẫn phải tổ chức tổ gác để mà thăm nắm, để mà kiểm tra và để phát hiện nếu có cái sự cố xảy ra, bùng phát xảy ra thì chúng ta phải có biện pháp ngay. Đấy. Và vấn đề nữa là tập trung tuyên truyền cho người dân về công tác phải có trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng. Đây là cái vấn đề then chốt quan trọng nhất. Theo thông tin từ lãnh đạo thị xã Sapa cung cấp, vào lúc 16 giờ chiều nay tại khu vực xã Tà Văn lại xảy ra một đám cháy mới theo hướng từ thôn Dần Thàng đi tỉnh Lai Châu. Thị xã Sapa đã chỉ đạo các lực lượng cơ động tiếp cận được đám cháy. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp và chia cắt, công tác chữa cháy đang gặp phải nhiều khó khăn. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Kỹ thuật Quân khu 2 tổ chức tập huấn cán bộ ngành quân khí năm 2024. Trong thời gian 2 ngày, 50 học viên là trưởng ban, trợ lý, nhân viên ban quân khí đến từ Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, quân khu 2, các đơn vị trực thuộc quân khu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được giới thiệu nghiên cứu một số nội dung về kiểm tra kỹ thuật, phân cấp, chất lượng vật phẩm quân khí nhóm 2, quy trình công nghệ lắp van xả khí dư một chiều và những quy tắc an toàn khi lắp, thực hành tháo lắp súng tiểu liên, thống nhất một số nội dung bảo đảm khí tài quân khí trong tác chiến phòng thủ tỉnh, chiến đấu tiến công của sư đoàn. Phương pháp học kết hợp giữa nghiên cứu tài liệu, chia sẻ kinh nghiệm, đối chiếu với thực tế công tác tại các đơn vị. Chiều ngày 21 tháng 2, Hội Nông dân tỉnh và Viettel tỉnh Lào Cai tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2024-2027. Dự lễ ký kết có lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tại chương trình, Hội Nông dân tỉnh và Viettel tỉnh Lào Cai đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2024-2027 với nhiều nội dung quan trọng như rà soát hạ tầng viễn thông, tham vấn mô hình chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Nông dân các cấp, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông, Internet để thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác hội và phong trào nông dân, phối hợp tuyên truyền, giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản nông nghiệp, sản phẩm OCOP cho hội viên nông dân, hợp tác ứng dụng công nghệ phát triển chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, phối hợp triển khai chính sách an sinh xã hội, trong đó có chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, ưu tiên triển khai chương trình viễn thông công ích đối với hội viên nông dân. Đồng hành cùng nông dân cả nước trong thực hiện chuyển đổi số, Tập đoàn Viettel cũng đã tiên phong trong xây dựng các giải pháp trong lĩnh vực nông nghiệp như hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, quan trắc mực nước hồ đập, bộ giải pháp cho nông thôn mới, mang lại nhiều lợi ích cho hội viên nông dân các tỉnh thành trong cả nước. Huyện Bát Sát nằm trong vùng quy hoạch sản xuất chuối hàng hóa của tỉnh. Có những thời điểm, vùng chuối hàng hóa tại địa phương này lên tới gần 1.600 ha. Vậy nhưng diện tích trồng chuối tại một số xã đang sụt giảm mạnh do bị nhiễm bệnh. Diện tích trồng chuối trước đây buộc phải luân canh sang cây trồng khác. Nhiều giải pháp đang được huyện triển khai để duy trì diện tích cây trồng chủ lực này. 80 ha chuối cấy mô này là của gia đình ông Vũ A Dùa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trịnh Tường. Thuê lại đồi cỏ danh của 18 hộ dân trong xã để trồng chuối, ông Dùa cũng thuê luôn những hộ dân này trồng và chăm sóc chuối. Với kinh nghiệm trồng chuối hàng hóa hàng chục năm, nhất là trong phòng chống bệnh vàng lá Panama, đã được ông Dùa vận dụng trong quá trình trồng và chăm sóc, đảm bảo cây chuối sinh trưởng, phát triển tốt. Dự kiến đến tháng 8 âm lịch tới đây, chuối sẽ ra buồng. Bệnh Panama thì không có thuốc nào để chữa được. Thế cho nên là muốn duy trì được cái diện tích chuối hàng hóa này thì chúng ta cần phải luôn chuyển, luôn canh. 1-2 năm khi hết mầm bệnh thì chúng ta lại quay lại trồng. Cần phải tính rất là chi li và rất là cẩn thận, nhất là cái khâu kỹ thuật và khâu chăm sóc. Đây là một trong những khâu mà quan trọng nhất. Phải thường xuyên thăm đồng chuối. Khi phát hiện thì gốc nào mà đã dính bệnh và vàng lá thì chúng tôi phải xử lý rồi. Xử lý lập tức không cho lây lan do các cái gốc khác. Từ mô hình trồng chuối hiệu quả của gia đình ông Vũ A Dùa, huyện Bát Sát đang khuyến khích nhân rộng tại hai xã Trịnh Tường và Cốc Mì để duy trì vùng chuối hàng hóa ở địa phương.
từ năm 2023 đến nay đã có gần 300 hectare chuối hàng hóa tại Bát Sát được trồng theo cách như vậy. Địa phương đang phấn đấu diện tích chuối hàng hóa sẽ đạt 500 hectare vào cuối năm nay. Huyện Bát Sát đang chủ động triển khai là tiếp tục rà soát khoanh vùng cái vùng trồng chuối, đảm bảo đủ diện tích theo như cái chỉ tiêu giao của tỉnh. Và diện tích để dự phòng luân canh thì nó gấp từ 1,5 đến 2 lần đối với diện tích thực tế, để làm sao mà khi cái chuối hết chu kỳ thì có thể chuyển đổi sang cây trồng khác, và cái diện tích luân canh đối với cái diện tích luân canh để dự phòng sẽ bổ sung cho cái diện tích để trồng chuối, để làm sao cố gắng duy trì được cái diện tích chuối theo cái nghị quyết 10 của tỉnh ủy. Là một trong những địa phương được cấp mã vùng trồng chuối xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, hàng chục năm qua, từ việc trồng và xuất khẩu chuối đã tạo việc làm, mang lại thu nhập khá cho hàng nghìn lao động ở vùng cao Bát Sát. Huyện đặt mục tiêu đến năm 2025, vùng trồng chuối đạt 1.185 ha, chiếm 33,85% tổng diện tích chuối toàn tỉnh, với sản lượng đạt khoảng 30.000 tấn quả tươi. Ngày 20 tháng 2, Văn phòng Quản lý Đường bộ Y.3 và Công ty Cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh, Ban An toàn Giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Kim Thành tiến hành đóng điểm đấu nối đường nhánh vào cao tốc Nội Bài Lào Cai tại km 262+480 thuộc địa phận phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, Văn phòng Quản lý Đường bộ Y.3 yêu cầu VECS, Tổ Quản lý Đường bộ Y.302 và nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên bố trí công nhân trực gác 24/24 giờ tại vị trí đóng điểm đấu nối đường nhánh vào đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, tiến hành sơn màu trắng, đỏ, xen kẽ và dán giấy phản quang trên các cục bê tông, cắm biển thông tin tại km 262+800, nghiêm cấm các phương tiện ra vào. Hình thức đóng điểm đấu nối được thực hiện bằng 28 cục bê tông, tổng chiều dài 84m, đoạn từ km 262+480 đến km 262+800 trên cao tốc Nội Bài Lào Cai. Ngày 21 tháng 2, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện Mường Khương phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng năm 2024. Với thông điệp hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc, ngày hội thu hút hơn 600 cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, nhân dân trên địa bàn huyện tham gia. Các tình nguyện viên được khám sàng lọc, xét nghiệm và thực hiện hiến máu theo đúng quy trình an toàn. Kết quả đã tiếp nhận 385 đơn vị máu vượt chỉ tiêu đề ra. Ngày hội góp phần lan tỏa nhân lên giá trị tốt đẹp, truyền thống tương thân tương ái trong cộng đồng, góp phần đảm bảo lượng máu cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện. Năm 2023, toàn tỉnh có 419 cơ sở lưu trú, 21 cơ sở khám chữa bệnh được tạo tài khoản hướng dẫn triển khai tiếp nhận thông báo qua phần mềm khai báo lưu trú trực tuyến. Năm 2023, Lào Cai đã triển khai thí điểm thông báo lưu trú qua phần mềm khai báo lưu trú khách sạn Mường Thanh Lào Cai và ra mắt mô hình 4+1 liên quan đến thông báo lưu trú, thanh toán không dùng tiền mặt, khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Bệnh viện Đa khoa thành phố Lào Cai. Các cơ quan có liên quan cũng đã tiến hành tạo tài khoản, hướng dẫn triển khai tiếp nhận thông báo lưu trú qua phần mềm khai báo lưu trú kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư cho 419 cơ sở lưu trú, 21 cơ sở khám chữa bệnh. Trung bình hàng tuần có 2.000 lượt khai báo lưu trú qua phần mềm này. Việc triển khai mô hình này sẽ giúp các đơn vị ứng dụng nâng cao hiệu quả công việc, rút ngắn thời gian thông báo lưu trú của người dân. Nếu như phiên chợ cuối năm ở vùng cao Lào Cai luôn sặc sỡ những bộ váy áo và các mặt hàng phục vụ Tết, thì ở những phiên chợ đầu xuân lại phong phú các mặt hàng nông cụ, vật tư nông nghiệp và cây trồng vật nuôi. Phiên chợ xuân tại xã vùng cao Cán Cấu, huyện Simacai không chỉ có bà con mua sắm cho vụ mùa mới, mà còn thu hút đông đảo du khách đến tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng trong sản xuất nông nghiệp của đồng bào. Cũng như nhiều gia đình khác ở vùng cao, lợn đen bản địa là vật nuôi được gia đình bà Ly Thị Say ở xã Sán Trải duy trì nhiều năm qua. Do vậy, đến chợ phiên Cán Cấu đầu xuân, bà Say lựa chọn kỹ và mua được 4 con lợn về nuôi. Mình đi chợ sớm để mua lợn về nuôi, ở vùng cao nuôi thêm lợn để có thêm thu nhập, cũng là lấy may mắn trong năm mới. Cuối năm cũng có thịt lợn để ăn và bán nữa. Ở khu vực bán hàng nông cụ, từ sáng sớm, rất đông bà con đã tìm đến gian hàng của ông Hoàng Văn Nam để lựa mua các loại nông cụ, phổ biến như dao phát, liềm, cuốc,
phục vụ cho việc sản xuất đầu năm mới. Với kinh nghiệm 40 năm trong nghề rèn, lò rèn của gia đình ông Nam luôn đỏ lửa ngay trong những ngày đầu xuân năm mới. Hôm nay là cũng là ngày đầu xuân ấy, thì bác cũng thấy khách cùng về mua cũng đông. Có cả khách du lịch nữa cũng tham gia để mua ít hàng của bác. Với những nét văn hóa đặc trưng vốn có cùng các mặt hàng nông sản, gia súc, nông cụ, vật tư nông nghiệp, chợ phiên đầu xuân Cán Cấu không chỉ có người dân địa phương mua sắm cho vụ sản xuất mới mà còn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến khám phá nét văn hóa đặc trưng này. Tôi cảm thấy là cái không khí trong này là nó rất là trong lành này. Nhất cái thứ hai là người dân ở đây rất là thân thiện. Và cái thứ ba là cái đặc sản ở vùng miền đây ấy, thì là có những cái chỗ mà ở chỗ mình nó không có. Và mình ăn cảm thấy là nó rất là tươi ngon và nó có một cái đặc sắc, có nghĩa là đặc trưng riêng ấy. My first time here, never been to Vietnam before. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và là lần đầu tiên đến với chợ phiên vùng cao cùng gia đình của tôi. Mọi thứ rất tuyệt vời. Người dân ở đây có trang phục rất đẹp và rất nhiều hàng thổ cầm. Tôi đã mua được một ít về làm kỷ niệm. Sau những ngày vui xuân, tại chợ phiên Cán Cấu nói riêng, các chợ phiên của vùng cao Lào Cai nói chung, không khí bán mua lại rộn ràng để phục vụ cho mùa vụ mới. Mỗi người cùng tin tưởng vào một vụ sản xuất thắng lợi hơn. Tiếp tục chương trình, bắt giữ 250 can xăng không hóa đơn chứng từ trên vùng biển thuộc thành phố Móng Cái. Venezuela và Nga thúc đẩy hợp tác. Tại dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định trừ điểm giấy phép lái xe. Theo đề xuất, điểm sẽ được gắn cho bằng lái xe và nếu trong một năm mất hết điểm, người đó sẽ phải thi lại giấy phép lái xe. Dự kiến mỗi người sẽ có 12 điểm trên một năm. Quy định này được đánh giá là tích cực, nâng cao ý thức và kỹ năng của người tham gia giao thông. Bộ Công an cho rằng việc áp dụng quy định này là cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Hiện tại, quản lý người lái xe sau khi được sát hạch, cấp giấy phép lái xe đang gặp khó khăn và cần sự nghiêm túc trong quản lý. Đề xuất được đưa ra dựa trên nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và thành công của nhiều quốc gia tiên tiến như Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc khi áp dụng quy định trừ điểm giấy phép lái xe trong nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông. Thủy đoàn 1 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ xuồng cao tốc chở 250 can xăng không hóa đơn chứng từ trên vùng biển thuộc thành phố Móng Cái. Ngày 20 tháng 2, khi tuần tra kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại vùng biển phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, lực lượng công an và biên phòng đã phát hiện một phương tiện thủy gắn động cơ máy thủy cano không có dấu hiệu, nhãn hiệu đang di chuyển về hướng biển Trà Cổ. Trong khoang phương tiện có nhiều can nhựa chứa chất lỏng nghi là xăng. Tiến hành kiểm tra, chủ xuồng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, không có giấy phép vận chuyển nguyên liệu có nguy cơ cháy nổ cao. Qua đấu tranh, đối tượng vận chuyển khai nhận toàn bộ chất lỏng chứa trong các can nhựa là xăng được chiết từ cột bơm xăng gắn trên tàu đang neo đậu tại vùng biển thuộc thành phố Móng Cái. Khi đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Vụ việc đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế. Một số nguồn tin cho biết phong trào Hồi giáo Hamas đã từ bỏ yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn ở dải Gaza. Thay vào đó, họ chấp nhận tạm ngừng giao tranh để tạo điều kiện cho việc trao đổi tù nhân và con tin với phía Israel, cũng như đưa viện trợ nhân đạo vào dải Gaza. Theo các nguồn thạo tin, Hamas muốn cộng đồng quốc tế đảm bảo rằng lệnh tạm ngừng giao tranh sẽ được thực thi sau các cuộc đàm phán và đây sẽ là tiền đề cho một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn sau này. Trước đó, Hamas kiên quyết phải đạt thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn mới trao trả các con tin Israel. Ngoài việc thay đổi như vừa nêu, các yêu cầu khác vẫn được Hamas giữ nguyên như lực lượng Israel phải rút hoàn toàn theo từng giai đoạn ra khỏi Gaza và cho phép người tị nạn Palestine được trở về nhà. Nhân chuyến thăm Venezuela của Ngoại trưởng Nga, hai nước đã nhất trí tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực như dầu khí, nông nghiệp, y học, dược phẩm và phát triển không gian vũ trụ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Nga đã hội kiến Tổng thống nước chủ nhà tại dinh Tổng thống, trong đó ông tái khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Nga đối với chính phủ Venezuela. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nga đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà về một loạt lĩnh vực hợp tác, trong đó có việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Venezuela là điểm dừng chân thứ hai của Ngoại trưởng Nga trong chuyến công du Mỹ Latin sau Cuba. Theo kế hoạch, ông Lavrov sẽ tới Brazil để tham dự hội nghị ngoại trưởng G20 trong hai ngày 21 và 22 tháng 2. Liên minh châu Âu-EU đã hoan nghênh kế hoạch khôi phục trật tự luật pháp và từ bỏ các chính sách của chính phủ tiền nhiệm tại Ba Lan liên quan đến kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi, cũng như khiến hàng tỷ euro ngân quỹ của Liên minh châu Âu dành cho Warsawa bị đóng băng thời gian qua. Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan cho biết đã trình bày kế hoạch cải cách tư pháp với những người đồng cấp EU tại cuộc họp ở Bruxelles và nhận được phản ứng nhìn chung rất tích cực. Theo đó, ông khẳng định kế hoạch cải cách tư pháp của Warsawa tuân thủ tiêu chuẩn luật pháp và quy trình lập pháp. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng xác nhận phản hồi từ các quốc gia thành viên EU là tích cực, khẳng định kế hoạch của chính phủ Ba Lan có tính thực tế. Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Congo Kiyenge đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống, dẫn đến việc giải tán chính phủ. Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo không nêu rõ lý do từ chức của ông, song cho biết đơn từ chức đã được chấp nhận. Tuy nhiên, Tổng thống đã yêu cầu chính phủ của ông tiếp tục giải quyết các vấn đề hiện tại cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Ông Kiyenge được bổ nhiệm làm Thủ tướng vào ngày 15 tháng 2 năm 2021. Động thái này diễn ra 2 tuần sau khi Tòa án Hiến pháp của Cộng hòa Dân chủ Congo yêu cầu các bộ trưởng, thống đốc tỉnh và thành viên nội các của nước này rút khỏi hệ thống các cơ quan lập pháp. Trong cuộc tổng tuyển cử tổ chức tháng 12 năm ngoái, có 31 trong số 60 thành viên chính phủ, trong đó có thủ tướng, đã được bầu làm đại biểu quốc gia. Nhật Bản, quốc gia vốn nổi tiếng với hệ thống nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, vẫn tiếp tục nâng cấp chất lượng tiện ích này để thu hút thêm nhiều du khách nước ngoài. Phong trào xây mới và tân trang các nhà vệ sinh công cộng trên khắp Tokyo đang được gấp rút tiến hành. Các nhà vệ sinh được xây dựng trần cao nhằm chống mùi, tăng ánh sáng và có thêm các công năng tiện ích hiện đại, phù hợp hơn cho người khuyết tật, trẻ em và người già. Ngoài ra, nhân viên cũng thường xuyên dọn rửa, bảo trì các nhà vệ sinh để duy trì sự sạch sẽ và mới đẹp lâu dài. Dù chi phí xây dựng đắt đỏ lên tới hơn 100 triệu yên cho mỗi cơ sở, song xu hướng nâng cấp các nhà vệ sinh đã được nhân rộng tại Nhật Bản, phản ánh mong muốn của chính quyền trong việc thay đổi toàn diện hình ảnh của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hai ngày nay, thông tin về công tác chữa cháy rừng tại Sapa liên tục được chúng tôi cập nhật trong các bản tin thời sự. Nhờ sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, nỗ lực của tất cả các lực lượng tham gia chữa cháy, thời điểm này các đám cháy cơ bản được khống chế. Mời quý vị cùng xem lại những bức ảnh, những khoảnh khắc ghi lại giữa cơn bão lửa để thấy những gian khó vất vả nơi tuyến đầu chống giặc lửa giữa rừng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm nay và ngày mai, do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu, kết hợp với rìa nam dạnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc bị nén, dịch dần xuống phía Nam, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, vùng thấp đêm về sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Cảnh báo các khu vực như thị xã Sapa, huyện Bát Sát, một số xã của huyện Văn Bàn trong từ 1 đến 2 ngày tới sẽ chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng địa phương hay còn gọi là gió Ô Quý Hồ thổi mạnh, khiến độ ẩm giảm thấp kết hợp với ít mưa, ngày nắng hanh đẩy nguy cơ hỏa hoạn tăng cao. Bởi vậy, các địa phương cần tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn.
bà con cần nghiêm túc thực hiện đúng quy tắc, kỹ thuật sử dụng lửa an toàn khi đốt nương, xử lý thực bì và các hoạt động khác ở trong rừng và gần rừng. Sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm trung bình trên 70%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi, không mưa, sáng có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm trung bình trên 70%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm trung bình trên 45%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió Nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về thời tiết trong tỉnh đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.